Bitcoin bốc hơi 10.000 đô la Mỹ trong một giờ, chuyện gì đang xảy ra? Trưa nay ngày 4 tháng 12, thị trường tiền điện tử bất ngờ đồng loạt lao dốc mạnh. Riêng Bitcoin, ban tổ chức, giảm gần 10.000 đô la Mỹ chỉ trong một giờ, có lúc về mốc 42.000 đô la Mỹ. Theo dữ liệu từ sàn CoinDesk lúc 13 giờ 30 phút, giá Bitcoin đang được giao dịch ở mức 48.176. 15 đô la Mỹ, giảm 15,47%. Trước đó, có lúc đồng tiền này lao về mốc 42.000 đô la Mỹ, trước khi hồi phục về ngưỡng 45.000 đô la Mỹ. Tính chung trong 24 h qua, hiện Bitcoin đã giảm khoảng 15.000 đô la Mỹ, đây là mức thấp nhất trong 2 tháng qua. Ether, đồng tiền điện tử lớn thứ hai tính theo vốn hóa thị trường, cũng giảm khoảng 1.100 đô la Mỹ trong cùng thời điểm trên. Hầu hết các đồng tiền điện tử khác cũng đang chìm trong sắc đỏ. Mức sụt mạnh nhất bắt đầu từ trưa nay khiến vốn hóa thị trường tiền điện tử hiện dao động quanh khoảng 2.000 tỷ đô la Mỹ. Theo CoinGecko, việc bán ra trên thị trường giao ngay dường như đã khiến giá tiền điện tử thấp hơn trước khi kích hoạt đợt cắt lỗ lớn trên các thị trường phái sinh. Tôi thấy có tới 4.000 ban tổ chức được bán ra khiến thị trường đột ngột đi xuống. Laurent Six, một chuyên gia về quỹ giao dịch tiền điện tử đồng thời là giám đốc của Key Capital cho biết và nói rằng, thực tế có 1.500 ban tổ chức đã được bán trong vòng chưa đầy một phút tại thời điểm giảm trên. Dữ liệu theo dõi thị trường tiền điện tử của CoinLilac cho thấy sự sụt giảm này đã kích hoạt gần 600 triệu đô la Mỹ lao vào bắt đáy Bitcoin trong vòng chưa đầy một giờ. Theo giới phân tích, sự sụt giảm này diễn ra sau những bất ổn bởi sự xuất hiện của biến thể Omicron cùng với động thái của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, với lạm phát. Không chỉ Bitcoin mà thị trường tài chính cùng giá dầu đã chao đảo sau hai thông tin này. Mặc dù vậy, ông Cillian Tan, giám đốc đầu tư tại công ty quản lý đầu tư tiền điện tử Ledger Firm, cho rằng xu hướng của Bitcoin vẫn là tăng giá và đợt sụt giảm này là một điều tích cực cho diễn biến giá Bitcoin trong tương lai. Thực tế, với một số người, sự sụt giảm này được coi là cơ hội mua hàng, sell off. Tổng thống Salvador Nayib Bukele, lãnh đạo của quốc gia đầu tiên công nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp, được phép lưu thông, vừa thông báo mua thêm 150 ban tổ chức với giá khoảng 48.700 đô la Mỹ một ban tổ chức.